quà sinh nhật. Hôm nay bố lại rán trứng cháy cho Tâm. Mẹ bị bệnh cái là bố con mình ăn trứng cháy suốt nhỉ. Trứng cháy bố rán ngon tuyệt của mèo. Nhìn hai bố con loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho nhau mà mẹ thèm quá. Mẹ chóng khỏe đi mẹ nhé. Chứ trứng rán ngon thì ngon thật, mà ăn hoài hơi ngán mẹ. Phải rồi, em nhanh khỏe để bố con anh còn được ăn nhiều món ngon chứ. Mẹ sẽ cố gắng vì hai bố con. Thôi, con đi học đấy ạ. Con đi học đi kẻo muộn. Khổ thân con bé. Từ ngày mẹ bị ốm, thành ra phải tự lập sớm, tự đi học, tự chuẩn bị quần áo, giày dép cho mình. Em cứ lo điều trị bệnh cho khỏe đi. Con bé ngoan và hiểu chuyện lắm. Em đừng lo. Để anh vào xem sách vở con có quên thứ gì không nha. Anh xem con có quên thứ gì không. Mấy hôm trước toàn quên bút sách. Biết ngay mà. Con bé quên bình nước. Thôi chết. Mai là sinh nhật của con bé. Mình cũng thật là quên bén mất. Thế mà con bé cũng không nhắc gì. Lại tự ngồi cắt thiệp thế này. Chắc là... Hey, năm nào cũng tổ chức cho con bé. Năm nay đành lỗi hẹn với con vậy. Tội nghiệp. Con quên bình nước này. Nhớ đi đường cẩn thận con nha. Vâng ạ. À mà Tâm này. Dạ. Con gái bố năm nay phải chịu thiệt chút rồi. Chịu thiệt gì hả bố? Như mọi năm, mẹ không bị ốm, bố mẹ đều tổ chức sinh nhật cho con. Con mời cả lớp đến dự sinh nhật thật vui. Nhưng năm nay thì có lẽ bố mẹ xin lỗi con. Vâng ạ, con biết mà. Không sao đâu ạ. Con thấy đấy, mẹ con phải nằm viện, về còn phải điều trị thêm nữa. Bao nhiêu tiền bạc bố mẹ chắc chiêu dành dụm đều dùng hết cho việc chữa bệnh của mẹ. Mẹ tuy đã ra viện nhưng vẫn còn yếu, hàng ngày vẫn phải dùng thuốc và chưa thể đi làm được. Một mình bố đi làm chỉ đủ để tiền thuốc thang cho mẹ và chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Nên năm nay bố mẹ không có tiền tổ chức sinh nhật này cho con. Sinh nhật sau mẹ khỏe đi làm lại thì bố sẽ tổ chức sinh nhật cho con như mọi năm nha. Vâng ạ, con biết mà. Bố đừng lo, con không đòi hỏi gì đâu bố ạ. Con ngoan lắm. Bố biết con gái bố rất hiểu chuyện mà. Thôi, con đi học đi, kẻo muộn. Vâng ạ, con chào bố. Chào con. Năm nay bố mẹ không có tiền tổ chức sinh nhật này cho con. Sinh nhật sau mẹ khỏe đi làm lại thì bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con như mọi năm nha. Mẹ đang ốm thì mình cũng không nên tổ chức sinh nhật là đúng rồi. Nhưng chỉ ngại nhỡ có bạn nào đó nhắc đến ngày sinh nhật mình mà mình không mời các bạn đến chơi thì biết nói thế nào nhỉ. Tối nay lại được đến dự sinh nhật Tâm rồi, vui quá. Lại được ăn bánh kẹo no nê. Tâm ơi, cậu thích thật đấy. Năm nào cũng được bố mẹ tổ chức sinh nhật, cả lớp lại được mời đến chung vui. Thích ơi là thích, vui ơi là vui. Yeah, yeah. Happy birthday Tâm. Happy birthday Tâm. Tuy các bạn đều biết chuyện mẹ mình bị bệnh, nhưng nếu phải nói ra vì điều này mà bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho mình cũng ngại thật đấy. Tâm ơi, ra đây chơi cùng chúng ta nào. Mình không muốn chơi đâu. Chết rồi, cậu mong đừng ai hỏi gì đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Thôi, cứ ngồi yên ở đây, các bạn sẽ không hỏi cho đỡ xấu hổ. Chán thật đấy, cứ tưởng các bạn sẽ thắc mắc. Ai dè, chẳng có ai thèm nhớ đến ngày sinh nhật của mình cả. Tâm ra ngoài này chơi đi mà, vui cực luôn. Nhỏ Ánh mua giày chùng đấy, ra thi nhảy dây không? Không, tớ đã bảo không thích rồi mà. Giận các bạn, tớ không thèm chơi đâu. Năm nào cũng mời các bạn đến dự sinh nhật. Năm nay vì nhỡ mẹ bị bệnh không mời mà cũng chẳng bạn nào nhớ.
Chà, ngon quá. Nước lọc ngày sinh nhật bé Tâm ngon quá. Mẹ nhớ, tầm này mẹ bắt đầu chuyển dạ, đau bụng ơi là đau bụng. Mà lúc đó bố chưa đi làm về. Vậy hả bố? Bố chúc mừng sinh nhật Tâm nha. Chúc con gái bố luôn chăm ngoan, học giỏi và lúc nào cũng đáng yêu cả. Vâng ạ. Có lẽ sinh nhật năm nay Tâm hơi buồn vì không có các bạn đến dự. Cũng vì mẹ bị ốm, Tâm chịu khó. Sang năm bố mẹ tổ chức bù cho con nha. Con có buồn đâu ạ. Phải rồi, Tâm của bố vừa ngoan lại còn hiểu chuyện lắm. Con chỉ buồn xíu là hết thôi nhỉ. Tâm ơi. Hình như là bạn con đấy. Đấy là tiếng của cái Hoa, lớp trưởng lớp con. Ờ, nhưng mà con có mời bạn ấy đến dự sinh nhật đâu. Con chẳng mời ai cả. Tâm ơi. Đấy, không chỉ mình bạn Hoa đâu, chắc cả lớp con đấy. Con cứ ra mở cửa mời các bạn vào đi. Chắc là các bạn đến mừng sinh nhật con đấy. Nhưng mà tối nay nhà ta... Con đừng ngại, cứ ra mời các bạn vào đi. Không có bánh kẹo thì ta mời các bạn uống nước vậy. Chắc các bạn sẽ vẫn vui vẻ và thông cảm thôi mà. Happy birthday to you. Cảm ơn các bạn. Các bạn vào nhà đi. Nhà mình chẳng có cái bánh cái kẹo nào cả. Xấu hổ chết đi được. Cậu mở quà ra đi Tâm. Mở quà ra đi Tâm. Cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật mình. Thế mà mình cứ tưởng... Tưởng bọn tớ không nhớ sinh nhật cậu chứ vậy. Hôm nay trên lớp, chúng tớ cố tình không nhắc đến sinh nhật của cậu để gây bất ngờ cho cậu đấy. Tớ xin lỗi các cậu. Vì điều kiện gia đình nên hôm nay nhà mình không có gì để mời các cậu. Mong các cậu thông cảm. Không sao đâu, bọn tớ biết nhà Tâm đang gặp khó khăn mà. Đây là quà của lớp tặng Tâm. Tâm mở ra đi. Chẳng có gì thất đãi các cậu mà các cậu lại nhớ sinh nhật và còn tặng tớ hộp quà to ngất thế này. Kìa Tâm, bày bánh kẹo và hoa quả ra để tổ chức sinh nhật đi chứ. Phải đấy con, các bạn đang chờ đấy. Con rất hạnh phúc khi được bố mẹ và bạn bè quan tâm thế này. Con cảm ơn tất cả mọi người. Đây là buổi sinh nhật cảm động và vui vẻ nhất từ trước đến giờ của con, bố mẹ ạ. Đây là bộ phim dựa theo truyện ngắn Quà sinh nhật của tác giả Trần Thanh Sơn, đăng trên Những câu chuyện bổ ích và lý thú, tập 2. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.